Al Jazeera đưa tin, Pháp ngày 11 tháng 7 thông báo sẽ cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa Scalp nhằm giúp Kyiv sẽ sở hữu khả năng tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga do kiểm soát. Scalp có tầm tấn công 250 km, là tên lửa tầm xa nhất mà phương Tây từng viện trợ cho Ukraine, theo báo Le Monde của Pháp. Thông báo của Pháp diễn ra trong bối cảnh Anh hồi tháng trước tuyên bố viện trợ tên lửa tầm xa Storm Shadow có những tính năng tương tự. Scalp là tên lửa nặng 1.300 kg được trang bị đầu đạn thường, được phóng từ các máy bay như Eurofighter Typhoon Anh hoặc Rafale của Pháp. Tên lửa do nhà thầu châu Âu MBDA sản xuất, có khả năng tấn công vào các vị trí của Nga nằm sâu bên trong phòng tuyến. MBDA cho biết Scalp được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các cuộc tấn công được lên kế hoạch trước, nhằm vào các mục tiêu cố định, có giá trị cao như bong ke kiên cố và cơ sở hạ tầng quan trọng. Vũ khí này đã được sử dụng trong một số cuộc xung đột, bao gồm cả ở Iraq, Libya và Syria. Scalp sử dụng hệ thống điều hướng quán tính, GPS và tham chiếu địa hình để lập biểu đồ hướng bay ở tầm thấp nhằm tránh bị đối phương phát hiện. Scalp cũng sử dụng một camera hồng ngoại để khớp hình ảnh của mục tiêu với một bức ảnh được lưu trữ, nhằm đảm bảo có thể thực hiện một cuộc tấn công chính xác và gây thiệt hại tối thiểu ở khu vực xung quanh. Đầu đạn có thể được lập trình để phát nổ bên trên mục tiêu hay khi va chạm hoặc sau khi xuyên thủng. Ivan Klas, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Quốc phòng và An ninh Quốc tế, có trụ sở tại Estonia, cho biết uy lực của Scalp rất quan trọng đối với lực lượng Ukraine trong việc phá vỡ hoạt động hậu cần, cũng như sở chỉ huy và kiểm soát của Nga. Ukraine đang gia tăng hoạt động tấn công vào huyết mạch hậu cần của Nga, sử dụng vũ khí tầm xa, dẫn đường chính xác. Tuần trước, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết các lực lượng Kyiv đang tích cực săn lùng để tập kích các kho vũ khí và cơ sở hậu cần của Nga, nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Moscow trên tiền tuyến. Đây được xem là nỗ lực mới nhất của Ukraine nhằm cải thiện tình thế bế tắc trong phản công khi Kyiv gặp khó trong việc xuyên qua phòng tuyến kiên cố của đối phương. Chúng tôi tung những đòn mạnh mẽ, hiệu quả, làm suy giảm năng lực của lực lượng Nga. Không sớm thì muộn, tình trạng thiếu đạn dược và nhiên liệu sẽ khiến Nga đối mặt với rủi ro. Trong tác chiến hiện đại, hậu cần luôn là mục tiêu chủ chốt để tấn công, bà giải thích. Pháp cho biết, Ukraine đã đảm bảo rằng sẽ không dùng tên lửa này tấn công vào lãnh thổ Nga. Các nguồn tin ngoại giao nói rằng, Pháp dự kiến chuyển cho Ukraine 50 quả Scalp trên tổng số gần 400 tên lửa họ sở hữu. Ngoài ra, một nguồn tin nói với Reuters rằng tên lửa Scalp sẽ được tích hợp vào để sử dụng trên máy bay từ thời Liên Xô cũ trong kho vũ khí của Ukraine. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.